Xin chào các bạn, đây là câu chuyện về đất nước giàu thứ hai trên thế giới. Rất gần nước Anh nhưng lại không phải là nước Anh. Đất nước này là quê hương của kỷ lục Guinness và cũng là quê hương của hãng bia Guinness. Trên toàn đất nước không hề có rắn. Trẻ em, người lớn, người già ở đây muốn nhìn thấy con rắn thật thì phải xuất ngoại. Người nước này xây nhà trắng nhưng không phải là người Mỹ. Người nước này khai sinh lực lượng hải quân Argentina nhưng đất nước này cũng không phải là Argentina. Vâng, chúng ta đang nói đến Cộng hòa Ireland. Quả thật, với những ai mà không theo dõi bóng đá thường xuyên thì thật khó biết đến Cộng hòa Ireland, một đất nước cũng có một số cầu thủ bóng đá thường xuyên thi đấu tại giải bóng đá ngoại hạng Anh. Cộng hòa Ireland là một đất nước tại châu Âu, có diện tích là 70.273 km2 và Cộng hòa Ireland thì chiếm khoảng 5/6 diện tích của đảo Ireland. Phần còn lại của đảo này đó là Bắc Ireland. Đây là một đất nước với điều kiện lý tưởng về mặt thời tiết và điều kiện tự nhiên để cây cối cũng như cỏ phát triển. Tốc độ phát triển rừng thuộc vào loại cao nhất tại châu Âu. Nhìn từ trên cao xuống hoặc là nhìn từ vệ tinh xuống thì Cộng hòa Ireland được biết đến với những cánh đồng rộng lớn, xanh tươi. Và trên thực tế, biệt danh của đất nước này là đảo Ngọc Lục Bảo. Một màu xanh trù phú bao phủ khắp Cộng hòa Ireland. Đất nước có diện tích bằng khoảng 1/5 diện tích của nước ta. Người Cộng hòa Ireland rất yêu thiên nhiên và yêu cuộc sống thôn dã. Những đồng tiền xu đầu tiên của đất nước này thậm chí còn có hình ảnh của động vật ở trên đó. Cây cối phát triển một phần dựa vào lượng mưa lớn. Người ta có câu nói cửa miệng như thế này: trời luôn mưa ở Cộng hòa Ireland. Và sự thật, nó đúng là như vậy. Cộng hòa Ireland là một trong những vùng khí hậu ẩm ướt nhất tại châu Âu. Mùa hè năm 2007, người Cộng hòa Ireland đã phải ngắm mưa rơi liên tục trong 40 ngày. Với người Việt Nam ta, rất dễ nhầm lẫn giữa tên các quốc gia, đó là Cộng hòa Ireland, Iceland, Scotland và Bắc Ireland. Để mà phân biệt thì lá cờ của Cộng hòa Ireland có màu xanh lá cây, màu trắng và màu cam, đại diện cho lịch sử và nền độc lập của quốc gia này. Và quốc kỳ của Cộng hòa Ireland được lấy cảm hứng từ quốc kỳ của nước Pháp. Đây là một đất nước có quy mô dân số tương đối khiêm tốn, bằng một nửa dân số của thành phố Hồ Chí Minh, tức là chỉ khoảng 5 triệu người mà thôi. Và thậm chí dân số của Cộng hòa Ireland còn ít hơn dân số của chính đất nước này cách đây vài thế kỷ. Người ta tin rằng số người có dòng máu Cộng hòa Ireland sống ở các nước khác trên thế giới còn nhiều hơn rất nhiều lần số người mang dòng máu Cộng hòa Ireland đang sinh sống ở trong nước. Một số nguồn tin không chính thức thì cho rằng khoảng một nửa dân số Úc mang dòng máu Cộng hòa Ireland, tức là con số rơi vào khoảng 12 triệu người, cũng như khoảng 40 triệu người Mỹ có nguồn gốc Cộng hòa Ireland. Lý do thì có nhiều, nhưng chủ yếu đến từ những cuộc di cư khổng lồ do nạn đói tại Cộng hòa Ireland vào thế kỷ 19. Và điều này sẽ được đề cập sâu xa hơn ở phần tới của video khi chúng ta nói về nền kinh tế của Cộng hòa Ireland, họ đã phát triển như thế nào. Người Cộng hòa Ireland nhìn chung không gặp khó khăn khi đi nhiều nước trên thế giới, bởi vì tiếng Anh là một thứ ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi ở đất nước này và hầu hết được coi là ngôn ngữ được nói chính thức, ngôn ngữ đầu tiên. Nhưng mà trên thực tế thì Cộng hòa Ireland có ngôn ngữ riêng của mình. Ngôn ngữ này có thể được tìm thấy trong tất cả những tài liệu chính thức của chính phủ, cũng như phương tiện giao thông công cộng, các biển báo và các tòa nhà. Mặc dù tiếng Cộng hòa Ireland được giảng dạy như một môn học trong các trường học trên khắp đất nước, nhưng thực tế là nhiều người vẫn gặp khó khăn trong việc giao tiếp ngay bằng thứ tiếng mẹ đẻ của mình và họ vẫn nói tiếng Anh. Người Cộng hòa Ireland thì có nhiều điều thú vị và có những điều thú vị trong đó chẳng ai có thể giải thích được. Người Cộng hòa Ireland là những người có râu đỏ hoặc là tóc đỏ tính theo tỷ lệ phần trăm dân số là cao nhất so với toàn thế giới. Trung bình cứ 10 người Cộng hòa Ireland lại có một người có râu đỏ hoặc là tóc đỏ. Và hình ảnh râu đỏ, tóc đỏ của những người đàn ông Cộng hòa Ireland thì thường được sử dụng cho những poster quảng cáo bia. Màu đỏ này bên cạnh một ly bia màu vàng thì rất là hấp dẫn. Hay như việc công dân của nước Cộng hòa Ireland, nếu mà đón sinh nhật lần thứ 100 của mình, sẽ được chính phủ tặng cho một khoản tiền, cụ thể là 2.450 euro, tương ứng với khoảng 65 triệu đồng. Trong những lần sinh nhật tiếp theo thì không nhận được số tiền lớn nữa mà nhận được một đồng xu kỷ niệm. Điều đặc biệt tiếp theo về người Cộng hòa Ireland đó là cách đặt tên. Thôi thì cứ nhìn vào những cầu thủ ở bóng đá người Cộng hòa Ireland hoặc gốc Cộng hòa Ireland. Gần đây thì có Mark Allister, một tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Argentina, nhưng là một người gốc Cộng hòa Ireland. Mark Allister thì bắt đầu bằng chữ Mark, hay là trước đây thì có John O'Shea, một cầu thủ rất là đa năng, thi đấu cho Manchester United, một người Cộng hòa Ireland. Trong cách đặt tên của người Cộng hòa Ireland, những ai mà có tên bắt đầu bằng Mark hoặc là O, giống như là Mark Allister hoặc O'Shea, có nghĩa là con trai của hoặc là hậu duệ của,
có thể tạm hiểu đây là những người con trai, những người hậu duệ của gia đình nhà Alistair và gia đình nhà Sia. Như các bạn đã thấy ở phần tiêu đề, Cộng hòa Ireland là quốc gia giàu có thứ hai trên thế giới xét về thu nhập bình quân đầu người. Thu nhập bình quân đầu người của Cộng hòa Ireland theo thông số từ IMF là 102.217 đô la Mỹ. Đơn vị tính ở đây đương nhiên là một người một năm. Đứng thứ hai thế giới sau Công quốc Luxembourg với thu nhập bình quân đầu người là 127.673 đô la Mỹ. Con số thu nhập này của một người Cộng hòa Ireland thì gấp 9 lần mức trung bình của toàn cầu và gấp 25 lần mức thu nhập trung bình của người Việt Nam. Tính ra một người sẽ có thu nhập trung bình là 2,4 tỷ đồng một năm và một tháng thì họ sẽ có thu nhập là 200 triệu. Bây giờ thì Cộng hòa Ireland được biết đến với tư cách của một quốc gia sung túc, nhưng trong phần lớn chiều dài lịch sử của đất nước, nền kinh tế của Cộng hòa Ireland chủ yếu dựa vào nông nghiệp và các hoạt động trồng trọt. Chỉ từ cuối những năm 1950 của thế kỷ trước thì những nỗ lực của người Cộng hòa Ireland nhằm thu hút sự đầu tư nhằm cải tiến đất nước mới giúp đất nước này từ một trong những quốc gia nghèo khó nhất tại châu Âu trở thành quốc gia giàu có thứ hai trên thế giới như bây giờ. Sự thay đổi đáng ngạc nhiên này đã mang lại cho Cộng hòa Ireland biệt danh là con hổ xe tích. Có một vài thứ được gói gọn như sau để mà thực hiện cuộc chuyển mình thì người Cộng hòa Ireland đã có giáo dục trung học và đại học miễn phí để người dân ai cũng có trình độ cao. Thứ hai đó là thực hiện chính sách thuế rất là thấp, đơn giản và quan trọng là phải công khai. Thứ ba đó là liên tục tìm kiếm những đối tác của nước ngoài. Thứ tư là mở rộng cạnh tranh trong kinh tế. Thứ năm, giữ cho ngân sách nhà nước thật sạch sẽ. Quan trọng là phải thật sạch sẽ. Và thứ sáu là dùng tiếng Anh. Dùng tiếng Anh tất nhiên sẽ có rất nhiều lợi thế rồi. Và cuối cùng đó là minh bạch trong cái việc thuê mướn người lao động. Thế nên nhiều công ty đa quốc gia đã lập văn phòng tại Cộng hòa Ireland vì thuế suất thấp, ví dụ như là Google, Microsoft, Facebook, Twitter, Intel, Apple và nhiều công ty lớn khác của Mỹ đều có trụ sở châu Âu đặt tại Cộng hòa Ireland. Và như đã nói ở phần trước đó, trước khi trở thành một quốc gia giàu có, Cộng hòa Ireland từng là một quốc gia rất nghèo và rất đói. Nghèo đói đến mức rất nhiều người phải di cư khỏi đất nước của mình. Nghèo đói đến mức nhiều người đã phải rời xa cuộc sống. Trong nạn đói từ năm 1845 đến năm 1852, còn được gọi là nạn đói khoai tây ở Cộng hòa Ireland, hơn 1 triệu người Cộng hòa Ireland đã chết và gần 1 triệu người đã di cư. Người ta tin rằng dân số của Cộng hòa Ireland trước nạn đói là khoảng gần 8,5 triệu người và sau nạn đói, dân số được ghi nhận chỉ còn lại là 6,5 triệu người. Bây giờ sẽ là một số sự thật thú vị và đặc biệt về Cộng hòa Ireland. Ngoài bóng đá, bạn biết đến điều gì từ Cộng hòa Ireland? Cộng hòa Ireland chính là quê hương của ba nhà máy bia nổi tiếng. Cộng hòa Ireland được biết đến với bia và rượu cao cấp. Lịch sử sản xuất rượu bia của đất nước này đã có từ hơn 5.000 năm trước. Đây là quê hương của ba nhà máy sản xuất bia nổi tiếng gồm có Guinness, Smithwick's và Hablager. Một sự thật thú vị khác cũng liên quan đến hãng bia Guinness là hãng bia này thì có một hợp đồng thuê đất kéo dài đến 9.000 năm. Và hãng bia này thì liên quan mật thiết, liên quan trực tiếp đến kỷ lục Guinness. Câu chuyện khởi đầu vào một ngày lạnh giá đầu năm 1955. Trong một buổi đi săn thì những người thợ săn chim không đưa ra được kết luận gì trong một cuộc tranh cãi của họ về tốc độ bay của một đàn chim, nên họ đã tranh luận với nhau rất kịch liệt. Trong số những người này có ông Hugh Beaver, chủ của hãng bia Arthur Guinness. Ông rất là bực bội và ấm ức bởi vì cái thắc mắc của mình, cái sự cãi nhau của mình với các người bạn không tìm được đáp án chính xác. Cuối cùng, ông chợt lóe lên một ý nghĩ. Tại sao không có một cái gì đó để dựa vào hoặc là để tạo ra những kỷ lục? Và đây chính là tiền đề của sách kỷ lục thế giới Guinness. Tên tuổi của sách kỷ lục thế giới Guinness đã nhanh chóng vượt ra ngoài khuôn khổ của Cộng hòa Ireland, vượt ra ngoài khuôn khổ của Vương quốc Anh. Qua năm 1956 thì đã được xuất bản ở Mỹ, rồi tiếp tục được dịch, được xuất bản sang Pháp, sang Đức, sang Italia, Tây Ban Nha, Na Uy, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, tiếng Ả Rập, tiếng gì cũng có. Đây trở thành cuốn sách nổi tiếng và có uy tín nhất về các kỷ lục thế giới, đúng như ý nguyện của người sáng lập ra nó, chủ của một hãng bia trong một cuộc đi săn. Đất nước này nổi tiếng với rượu và bia, nhưng say rượu say bia cũng là một tội. Bất chấp những định kiến phổ biến rằng người Cộng hòa Ireland có thói quen uống rượu uống bia một cách bừa bãi, một đạo luật đã được thông qua vào năm 2009, quy định việc say rượu say bia ở Cộng hòa Ireland là bất hợp pháp. Ngày duy nhất trong năm mà luật này bị bẻ cong đó là ngày Thánh Patrick, vị thánh luôn được tôn vinh tại Cộng hòa Ireland.
Điều này đơn giản là bởi trong ngày này thì sẽ không có đủ cảnh sát để giám sát hơn 1 triệu du khách du lịch đổ về đường phố của thủ đô nước này, đường phố Dublin vào ngày hôm đó. Sự thật thú vị tiếp theo liên quan đến động vật tại Cộng hòa Ireland. Nhìn cây cỏ xanh mướt ở những sườn đồi, nhiều người sẽ nghĩ rằng nơi đây có rất nhiều rắn, nhưng sự thật là tại Cộng hòa Ireland không hề có rắn. Rắn không phải là sinh vật bản địa tại Cộng hòa Ireland. Người Cộng hòa Ireland tin rằng vị thánh thiêng Thánh Patrick đã xua đuổi tất cả những con rắn khỏi Cộng hòa Ireland. Nhưng trên góc độ khoa học, Cộng hòa Ireland trước đây là một vùng băng giá, toàn băng là băng mà thôi. Sự lạnh giá này khiến cho rắn không thể sống được. Và hơn nữa đó là sự cô lập của Cộng hòa Ireland. Đây vốn là một hòn đảo với những khu vực khác, thế nên nó cũng ngăn chặn những con rắn xâm nhập vào đất nước này. Cộng hòa Ireland còn được biết đến là đất nước của những lâu đài. Với khoảng 20.000 lâu đài lớn nhỏ nằm rải rác trên những sườn đồi, những bãi cỏ xanh mướt. Nếu mỗi ngày bạn ngủ trong một lâu đài thì bạn cũng phải mất 55 năm trong cuộc đời để ngủ hết tất cả những lâu đài của đất nước Cộng hòa Ireland. Nổi tiếng có lâu đài Oxford có lịch sử từ thế kỷ 13. Ngoài ra, có nhiều điểm đến bây giờ đã được mở cửa cho phép khách lưu trú qua đêm. Ngọn hải đăng lâu đời nhất tại châu Âu cũng thuộc Cộng hòa Ireland. Đó là ngọn hải đăng mang tên ngọn hải đăng Hook. Và ngọn hải đăng Hook này vẫn đứng sừng sững ở đó, hoạt động liên tục từ năm 1172. 1172, bạn không nghe nhầm đâu, tức là đã cả gần ngàn năm rồi. Và nhiều người tin rằng đây chính là ngọn hải đăng hoạt động liên tục lâu đời nhất trên thế giới. Nếu bạn vẫn đang băn khoăn, tò mò biểu tượng của Cộng hòa Ireland là gì, có phải là rượu, là bia hay một thứ gì đó hay không, thì biểu tượng của Cộng hòa Ireland là một cây đàn, đó là cây đàn hạc. Cộng hòa Ireland là quốc gia duy nhất trên thế giới lấy nhạc cụ làm biểu tượng quốc gia. Đàn hạc là loại đàn xuất hiện ở nhiều châu lục khác nhau, nổi tiếng nhất thì vẫn thuộc châu Âu và châu Á. Nguồn gốc của đàn hạc bắt nguồn từ hình ảnh cây cung, thể hiện sự chiến đấu chống lại thiên nhiên ở những cuộc chiến tranh của con người thuở sơ khai, vừa là cây cung để săn bắn và là cây cung để mở rộng lãnh thổ. Từ hình ảnh của cây cung thì những người nghệ sĩ đã chuyển hóa thành một loại nhạc cụ mô phỏng hình cánh chim bay. Đàn hạc trông khá là đẹp và muốn nó kêu thì phải gậy. Cũng có ý kiến cho rằng sở dĩ biểu tượng của Cộng hòa Ireland là đàn hạc bởi vì bản đồ của nước này rất giống một chiếc đàn hạc. Lại nói về những người Cộng hòa Ireland đã đi đến nhiều quốc gia khác thành danh và lập nghiệp. Nhà Trắng thực tế được thiết kế bởi một người Cộng hòa Ireland chứ không phải là một người Mỹ. Năm 1792, ông James Hoban, một người Cộng hòa Ireland, đã giành chiến thắng trong cuộc thi và đó chính là cuộc thi tìm bản vẽ cho thiết kế của Nhà Trắng, một trong những ngôi nhà nổi tiếng nhất và quyền lực nhất trên hành tinh này. Người Cộng hòa Ireland cũng được biết đến với cộng đồng Do Thái đông đảo và có tầm ảnh hưởng trên toàn cầu. Và vào thế kỷ 19, Đô đốc William Brown là người đã sáng lập và đã xây dựng lực lượng hải quân Argentina, trở thành đô đốc đầu tiên của lực lượng này. Ngày nay, ông được ca ngợi là một anh hùng dân tộc ở Argentina vì những nỗ lực bảo vệ thành công đất nước khỏi quân xâm lược Tây Ban Nha. Và xin được nhắc lại, một người Argentina cũng rất nổi tiếng trong bóng đá, McAllister, là một người gốc Cộng hòa Ireland. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này, câu chuyện về Cộng hòa Ireland, một đất nước tuy xa nhưng lại rất quen thuộc, lại rất gần, đất nước giàu có thứ hai trên hành tinh. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt từ Cộng hòa Ireland.